Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ. Rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bà phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Chương trình Garden Cooking cùng với Thanh Nhã, anh Hoàng Thanh và anh Tô Hương Vũ xin hân hạnh mến chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong mỗi một tuần thì chúng ta bây giờ sẽ có cái chương trình nấu ăn ngoài vườn như vậy nè, với không khí mát mẻ ha. Rồi mình nghe tiếng chim hót sometimes ha, rồi mình thấy những chú ông vo ve trời đó, ơi bây giờ làm sao là rồi mình thưởng thức những cái món ăn gì vừa nhanh về, nè vừa đi thăm hôn xin sao chắc chum chắc chum chắc chum chắc chum. Rồi tiếp. Biết chết liền không? Thanh Nhã thấy với cái không khí này nè, mình vừa thưởng thức những món ăn ngon nè, nhưng mà anh Thanh có một cái cách thức nấu ăn riêng là nhanh, gọn, lẹ nhưng mà hấp dẫn ngon. Tại vì thường mình nghĩ là những cái món nhanh gọn lẹ có thể là mì gói hay phở gói. Đúng hay rồi. Là cháo gói vân vân, chứ mình không nghĩ là ví dụ như cái món vừa rồi anh Thanh nấu bánh canh tôm ha, bằng cái lon gạch tôm nhưng mà nó ngon vô cùng luôn quý vị. Ha. Yeah. Hay là có làm nhìn là tại em dễ quá anh Thanh? Không, có gì đâu. Tại vì bây giờ thời buổi bây giờ mình nó tân tiến đó, với lại mình không cần phải hầm xương hầm gà, nó lâu mất thời giờ lắm. Bên Mỹ đây cuộc sống ai cũng bận rộn đó. Tuy là mình nấu ăn trong vòng 20 phút đến 30 phút là có một món ăn ngon liền. Đúng rồi. Vì chương trình Garden Cooking hôm nay cùng chia sẻ với quý vị nè. Nó vẫn ngon, nó vẫn mang cái đậm. Nhưng mà cái món ngày hôm nay á, món ngày hôm nay mình cũng lẹ lắm, tại vì mình đã cũng là ngâm trước rồi. Anh ngâm cái gì đây? Làm cái này á, là cái món này là xôi, mà xôi sầu riêng nha. Mùa sầu riêng đó, sầu mà còn riêng nữa, sầu riêng sầu mình phải không? Tất cả các chuẩn bị này mình cũng có sầu riêng trái đông lạnh, hoặc là trong những cái siêu thị đó có bán những cái sầu riêng mà thịt nó lấy ra sẵn rồi đó. Nhã biết không? Đó, chúng ta mua về chúng ta xả đá chúng ta ăn cũng rất là ngon. Chúng ta ăn với bơ, ăn không, bây giờ mình lại ăn với xôi đi. Thường thường á, ta nói xôi sầu riêng người ta nghĩ đến Thái Lan đúng không? Đúng. Nhưng mà hôm nay mình làm món xôi sầu riêng theo kiểu miền Nam, miền Tây. Mình sẽ đem nguyên cái xôi sầu riêng của Thái Lan về cái không khí ngay tại Mỹ của mình. Garden Cooking luôn, đúng em không? Em thấy á, mẹ em rất là thích ăn xôi nè, đặc biệt là xôi đậu phộng nè, xôi bắp vân vân, nhưng mà xôi nếp thang rồi ha. Nhiều khi em thấy mẹ nấu cũng hơi cực. Yeah. Mà nếu như mà nhiều khi mình nấu gấp, ví dụ như em thì mình ngâm đậu nó không đúng hoặc nó sẽ bị sượng, nó đúng không ngon. Cho nên ngày hôm nay là em sẽ rất là happy để mà học được cái cách thức nấu xôi từ anh Hoàng Thanh. Rồi ha. Đây đây là nếp mình mua ở ngoài chợ, tất cả các loại nếp, nếp Thái, nếp ngỗng hay là nếp nhiều gì cũng được, miễn sao mình là có nếp về mình do sạch nha. Do sạch sau đó mình ngâm. Một là cả nhà mình ngâm, nhớ ngâm với lại nước cốt dừa, hoặc là ngâm nước ấm, bỏ chút xíu muối vô. Mình ngâm từ 4 đến 6 tiếng. 4 đến 6 tiếng nha, thôi đó mình để ráo như vậy nè. Rồi đây là 500g nửa ký lô nếp. Nếp. Còn đây là đậu xanh. Đậu xanh nó có loại đậu xanh vàng cà vỏ, nhưng mà đậu xanh cà vỏ nó có xanh như vậy nè. Nó có 3 loại đậu xanh nguyên hộp, đậu xanh cà và đậu xanh cà vỏ luôn. Đây, đây là đậu xanh cà rồi. Mình ăn đậu xanh này khoảng chừng 150g thôi, cũng ngâm từ 4 tiếng trở lên. Cái này là cho số lượng luôn. Bao nhiêu người anh? Mình ăn trong nhà mình khoảng chừng tới 6 người, 4 6 người, 4 đến 6 người nha. Tại vì khi xôi chúng ta hấp lên nó nở ra rất là ngon luôn. Đó, mà nếu mà chúng ta dùng đậu xanh nhiều quá nó sẽ bị ngán. Nó mất đi, nó không còn cái nếp cái xôi nữa. Đậu xanh nhiều quá thì nó ăn nó bị ngán ha. Cái này 100g nếp.
Đó, còn đây là sầu riêng. Nếu cả nhà mình không có thời gian mình đi chợ, mình mua về mình cũng phải lột tách ra nữa. Thì mình mua luôn những cái muối sầu riêng nó nằm trong cái hộp á cả nhà, trong cái khu mà để đồ lạnh á. Mình mua cái chừng 2 hộp về. Nếu ăn đông thì mua nhiều hộp hơn. Mình mua về xả đá, rồi sau đó mình thấy đâu toàn là đây lột ra cho cả nhà luôn. Tại vì sợ nó bị gió đó. Đó, rất là thơm luôn. Đó. Cái này là nó lột sẵn rồi, không có hộp đâu nha cả nhà, rất là ngon. Rất là ngon. Rồi kèm bên đó là cái dừa đó, chúng ta mua cái dừa đông lạnh luôn. Tại vì bên Mỹ này nó rất là tiện lợi, cái gì cũng làm sẵn hết. Còn không thôi, cả nhà mình mua dừa khô về chúng ta nạo ra. Lấy cái đồ nạo ra, cái nắp khuế, cái nắp của chai nước ngọt á, chúng ta nạo nó ra thành một cái dừa khô này cũng được, để chúng ta bỏ lên cái xôi á, cuối cùng chúng ta ăn. Đó, kèm theo là có lá dứa nè, rồi bột năng nè để làm nước dừa. Cái lá dứa bột lát mình bỏ vô mình hấp thì cái mùi xôi nó sẽ thơm cái mùi lá dứa. Còn nước cốt dừa, cái nước cốt dừa này kỳ rồi có hành lá nha. Những cái đợt trước các anh san sẻ cho cả nhà với Thanh Nhã là ăn bánh chuối hay là nó không có cái nước cốt dừa mà nó không có hành lá đúng không? Nên cái này xôi nó có ngọt ngọt mặn mặn, nó có hành lá thì nó mới thơm đúng chất của cái người miền Tây. Đó. Anh Thanh miền Tây đúng không? Đúng rồi, người miền Tây. Còn đây là cái bánh phồng gói xôi. Ra chợ Việt Nam mình vô cái khu mà bánh tráng rồi đó, nó có để bánh phồng gói xôi thì một lát nữa mình ăn á, mình chét cái bánh phồng lên, bỏ xôi lên, bỏ sầu riêng lên ha, rồi bỏ dừa nè, rồi cái đậu phộng nè, đậu phộng này là anh Thanh đã rang sẵn nè, mình bỏ chút xíu đường, đường với lại muối, mình làm đậu phộng ra đậu muối. Đậu phộng 2 đồng 99 nha quý vị. Không, cái này là hộp cũ mua để mà đựng cho thôi. Đây là mình đậu phộng rang thiệt đó. Mình bỏ một muỗng canh đường và chút xíu muối, sau đó mình mix với nhau, đó mình ra lát nữa mình rắc trên mặt nha. Rồi nước cốt dừa mặt xôi nha. Rồi nước cốt dừa mặt xôi. Mặt xôi nước cốt dừa, đây là nước cốt dừa 2 lon này, mọi người sẽ làm 2 lon. Sau những cái clip trước á, mình cũng có chia sẻ cho cả nhà làm cái nước cốt dừa đúng không? Cũng giống như vậy thôi, nhưng mà cái này mình bỏ hành vô. Một lát mình sẽ làm nước cốt dừa nha. Rồi trước tiên bây giờ mình sẽ bắt cái nồi lên để mình cho cái nồi nước này nó sôi lên có chừng 10 phút, 15 phút nó sôi lên rồi. Và trong khi đó thì quý vị đừng có quên là chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trên đài truyền hình SET cũng như là trên kênh YouTube của SET. Quý vị nhớ follow và subscribe cũng như là comment bên dưới những cái bí quyết cũng như là những cái công thức nấu ăn mà quý vị gia truyền của quý vị. Thì chương trình sẽ cố gắng cập nhật và để cho bữa sau để tụi em chế biến theo cái cách của quý vị. Và các nhà tài trợ sponsor không thể nào thiếu trong cái chương trình. Đó là cái mặt, đó là cái phần quan trọng nhất. Nên là quý vị liên lạc với Thanh Nhã. Dạ đúng rồi. Vâng, kính thưa quý vị, trong mỗi chương trình như vậy thì chúng ta có rất là nhiều dòng sản phẩm ha. Quý vị chủ chợ hoặc là nhà hàng, hoặc quý vị có những dòng sản phẩm ví dụ là nước sốt vân vân, hoặc là những cơ sở business. Bởi vì ngoài tài trợ cho chương trình Garden Cooking thì đài truyền hình SCTV cũng có sẽ nguyên cái budget cho quý vị để mà quảng cáo thêm những cái spot trong cái ngày phát sóng bình thường trên TV mỗi một ngày. Cho nên quý vị nào mà có nhu cầu để tài trợ sponsor cho chương trình, quý vị có thể liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 714-797-7823. Em rất vui khi mà mình lên show, mình được giao lưu trực tiếp với quý vị khán giả những cái comments nè, hoặc là quý vị có thể text thẳng số phone của anh Vũ trên màn hình là 714-944-0382. Ba anh em rất là vui để mà lắng nghe ý kiến chia sẻ, cũng như quý vị có thể góp ý là anh Thanh ơi, anh Vũ ơi, Thanh Nhã ơi, next time mình nấu để coi Thanh Nhã nấu gì, nấu crawfish à? Nhưng mà phải tùy mùa con crawfish đúng không? Hoặc là mình nấu chè bưởi hay ví dụ cái món gì đó đi, thì ba anh em sẽ hợp lại với nhau. Dạ. Không nấu bánh thèo nữa. Bánh thèo. Trời ơi, lâu lâu người ta lẹo lưỡi có một chút xíu mà ta nói nhắc mỗi show thương ghê thương dễ sợ. 11 là một món gì để cho ba anh em mình cùng nấu coi ai nấu nhanh hơn nè. Em cũng nghĩ ra cái đó nhưng mà chắc chắn là em nấu chậm nhất rồi. Tại vì nhiệm vụ của Thanh Nhã rất là quan trọng quý vị, đó chính là host. Lấy quảng cáo. Host. Và review những cái món ăn. Cái phần này rất là quan trọng nha. Mình ăn, mình nếm thử coi nó thiếu cái gì, nó ngon cái gì. Và quan trọng nhất đó nữa là sau khi review xong, quay xong thì đi rửa chén.
không có người rửa chén, anh đâu có dư tô để chén đâu. Nè, nói cho em nghe, bây giờ mình trộn xôi với lại đậu vô nè, bỏ chút xíu muối nữa, mình trộn cho đều. Sau đó cái nồi hấp nóng xong, mình bỏ vô lót cái lá dứa phía dưới để cho hấp thơm cái mùi lá dứa lên nha. Em rất là thích cái mùi lá dứa nha. Đúng rồi, cái mùi lá dứa đó, cái mùi rất là thơm luôn. Mai mốt nhà anh sẽ trồng lá dứa tươi cho em coi đúng nè. Rồi, em thấy có cây sả nè, mướp, bầu, rồi ớt, rồi rau, quá trời đầy đủ luôn. Mai mốt là có đầy đủ, khỏi cần đi chợ em. Sáng sớm em ra em lặt rau, hái bầu vô nấu canh. Bây giờ vậy nè, em yêu cầu là coi như nuôi gà, nuôi heo đồ luôn. Không, đi. Không có nuôi. Dịch gà tại sao? Mà ho giết không được ha. Không được. Anh không thích. Với lại mình ăn trứng á, mình ăn trứng mình ra ngoài mình mua đi, mình đừng có lấy trứng đúng của rồi, nó. Đúng rồi, thôi mình giết nó, mình tội lắm. Ừ, đó. Mình ra ngoài thì mua chắc được anh ha. Được không hơn, sao, đúng ha? Không? Mình ăn xong cái mình chịu khó mình đọc kinh cầu nguyện, mình sám hối chút xíu chắc không sao ha. Ủa, mới nói mà có nhà tài trợ gọi rồi nhá. Phải không? Nhà tài trợ gọi rồi. Chút xíu gọi lại nha, mấy cả nhà bây giờ thấy chưa? Ý là chương trình không có livestream, livestream là nãy giờ là nhiều người gọi vậy trời. Diễn liền gì đó ha. Trộn đều lên. Luôn. Đó, đều lên nó mới tiếng nhau có chút xíu muối nó mới đậm đà đúng không? Thường thường là nấu xôi, nấu chè phải dặn chút xíu muối nó mới ngon. Đúng đó. Rồi. Thấy chưa? Thấy không đậu trên mình ngâm cái chừng hoàng thanh năm có 4 đến 5 tiếng nè. Sáng sớm em đã dậy rồi, em ngâm đậu, em nêm nếp, em làm công chuyện khác. Trời ơi, anh Thanh giỏi quá, có sự một cái sắp xếp chuẩn bị hết trơn cho nên phải là tính, nó rất phải là tính, nhanh gọn bây lẹ. Giờ phải nhanh gọn lẹ. Bây giờ thì Thanh Nhạc kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Yeah. Chương trình Garden Cooking cùng với ba anh em sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại nhé. Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ. Rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm. Màu xanh. Ngoài vườn nhưng mà quý vị thấy Thanh Nhã lắc. Mời chị Nga Lê liên lạc với chương trình qua số phone trên màn hình để nhận được quà từ Garden Cooking. Rất vui chào đón quý vị trở lại với phần tiếp theo của chương trình Garden Cooking. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến với một món ăn mà Thanh Nhã biết chắc rằng quý vị rất là yêu mến. Đó chính là một trong những món xôi sầu riêng. Và Thanh Nhã thấy trên cái mâm nè, anh Thanh có chuẩn bị cái lá dứa nè. Những đó, cái món nào mình bỏ mà vô mình hấp nè. Xôi chè có lá dứa nó thơm ngon vô cùng. Rồi, ở phía dưới cái lượng nước mà thì thường lá dứa mình bên đây rất là hiếm. Vậy ha, đúng rồi. Là hiếm lắm đúng không? Có khi nào mà mình xay cái lá dứa mình lấy cái nước mình bỏ vào xôi luôn cho thơm không anh? Có ai làm kiểu đó không? Chắc cũng có mình ngâm lá dứa qua cho nó thơm cái mùi lá dứa đó. Dạ. Ngâm lá dứa nước cốt dừa. Trời ơi. Ngon tuyệt vời ông mặt trời. Hạt tàu hũ lá dứa ha. Đúng wow, rồi, mình có nhiều lá ăn dứa. Ngon. Anh mấy anh có nhớ ở Việt Nam không? Trưa hè nha, bảo đảm là tàu hũ đường đây. Dạ thương này, Thanh Nhã nhớ về quê của bà ngoại. Còn ở sáng này sớm thì bánh mì Sài Gòn một ổ. Cháo bột. Ngàn ổ hả? Em thích cháo bột. Anh Thanh ơi, anh Thanh làm cháo bột đi. Cháo bột. Cháo sườn. Mình tán đều, mình cũng ngâm gạo, em hiểu không? Ngâm gạo, em nếp rồi mình sẽ nấu, mình tán, mình quậy đều lên. Thì cái độ sệt của cái nếp với lại cái gạo của nó ra nó làm cho mình nó tán nó như là bột em bé vậy đó. Rồi sườn mình. Sườn mình làm đủ cách để cho cái sườn nó mềm. Nó ngon. Rồi bây giờ mình trở lại với sầu riêng trước đi ha. Mình đi hỏi cho mình nhớ mình nấu gì. Anh để vào cái lá dứa đúng không? Đúng anh rồi. Anh cho nó thơm cái thơm của lá dứa lên nữa. Khoảng bao lâu vậy anh? Thì khoảng 5 phút đó thôi rồi mình đổ cái lá dứa vô cho nó thơm nha. Chương trình rất là hân hạnh được tài trợ bởi International Home Shopping. Kính thưa quý vị, với rất là nhiều những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc trên tay Thanh Nhã, ví dụ một dòng sản phẩm cho quý vị xem ha. Đó chính là sâm lát.
Một cái hộp xâm lát này trị giá là 75 đô la. Trong đây mình sẽ gồm 4 cái hộp nhỏ nè. Một hộp nhỏ Thanh Nhã đang trưng phía trước đây. Bây giờ chắc ngày hôm nay mình đã uống xâm Power Time rồi, mình ăn thêm một miếng xâm lát đi ha, để mình có sức mình nấu sôi. Khi mà chúng ta dùng những dòng sản phẩm xâm Hàn Quốc, kính thưa quý vị, mình thấy vừa là sức khỏe dẻo dai hơn nè, hoặc quý vị nào suy nhược cơ thể ha, mệt mỏi nè, stress, ngủ không ngon, mình ăn xâm vào nó cũng hỗ trợ thêm cho cái tinh thần và cái sức khỏe của mình. Đúng. Mỗi một ngày thì quý vị chỉ cần từ 2 đến 3 lát xâm thôi. Em mấy anh biết không, em để trên xe em nè, trong giỏ sách em để chi ngày nào mà em làm việc có cường độ nó nhiều quá mà nên stop, em lúc nào cũng phải là cần nên nhớ bổ sung những cái lát xâm. Nó thơm không? Cái này là hắc xâm nè, được sấy và thiệt, rất là ngon. Tinh luyện, mỗi một ngày mình chỉ cần từ 2 tới 2 hoặc 3 một lát xâm nhỏ như vậy nè cả nhà, một ngày mình dùng 3 lát đi ngon hơn. 2 3 lát thôi, đừng dẻo dẻo bùa đừa ha. Cái vị đừng có đã sấy, dùng nhiều quá mau hết. Dùng nhiều quá mau hết. mình đi travel, đi trên xe, bỏ trên xe thay vì mình ăn gum, ăn kẹo bây giờ mình nhai sâm. Nghe từ từ, mình vừa lái xe mình nghe nhạc rồi mình enjoy. Ngon ha. Nó không có ngọt mà nó tốt. Ăn từ từ quý vị thấy là Nhã ơi, nếu như khán giả người ta muốn mua lẻ, mình có bán lẻ đúng không? Bán từng lát tùy theo cái chương trình với promotion mỗi một ngày. Có bán từng lát không? Em ngày 3 lát nên mua 3 lát thôi. Anh Thanh rất là hào phóng, quý vị có liên lạc trực tiếp số phone của anh Thanh. Anh Thanh tặng luôn hết. Cho nên quý vị nào muốn tư vấn thì quý vị cũng có thể là trực tiếp ngay số phone trên màn hình là 714 ha. 944-0382. Ngoài ra mình còn có cao hắc xâm, tức là những cái hũ cao cốt cô đặc mình pha với nước ấm mỗi một ngày chừng nửa muỗng cà phê thôi quý vị, pha loãng ra. Hoặc là Thanh Nhã thì Thanh Nhã là thích uống cà Power Time. Bởi tại sao anh biết không? Nhanh gọn lẹ. Đi làm cũng được, đi travel cũng được, đi picnic hoặc đi biển hoặc đi chạy xe đạp. Đúng. Pha loãng vào cái chai vậy nào mà cái này quá loãng rồi. Không, tại vì hồi nãy em bỏ nước Kangen vô đó. Nước Kangen water. Yeah. Nhưng mà tại vì mỗi một ngày em uống một gói thôi. Hồi sáng giờ đã hết một gói thì bây giờ mình pha loãng từ từ ra. Rồi có thể là có những ngày em lại bổ sung thêm từ 2 đến 4 viên Vinet Ginseng nè quý vị. Bởi vì em nghĩ không chỉ phụ nữ cần take care làn da đâu. Như mấy anh nghệ sĩ. Phụ nam cũng đúng cần. Không? Phụ nam cũng rất là cần. Ủa cái hình này hình ai đẹp vậy? Dạ hình nó đó anh. Ủa nó là ai? Em dạ, gái em hả? Không, cái này là người em gái hẻ giống á, chứ ở ngoài là nó khác với trong hình. Quý vị ơi. Thôi đi về nha. Không nói nên lời đi về nha. Tèm tèm. Cho nên là rất vui hân hạnh được mà giới thiệu cũng như là tư vấn đến quý vị những dòng sản phẩm từ chương trình International Home Shopping. Chắc chắn là khi quý vị tìm đến những dòng sản phẩm xâm, đặc biệt là từ ba anh em Thanh Nhã, Hoàng Thanh và Tô Hương Vũ, quý vị sẽ luôn có những cái good promotion nè, rồi rất là nhiều quà tặng. À, nhớ đến quà tặng em mới nhớ là trong mỗi một cái chương trình Garden Cooking nha quý vị, chúng ta có cái phần game show nữa. Bây giờ rất là vui và hứng đúng và rồi, những phần quà sẽ rất là giá trị vô cùng. Yeah, những phần quà là giá trị cho sức khỏe chứ không đơn giản chỉ là những cái phần quà trưng bày nha. Cho nên rất là vui để mà quý vị nào nhanh tay lên vừa nghe câu hỏi game, chúng ta nhắn tin ngay vào số phone trên màn hình để mình nhận quà được từ cái chương trình tài trợ International Home Shopping. Câu hỏi kỳ rồi là câu gì? Câu hỏi kỳ rồi để chút xíu nữa mình thông bố ha. Thông bố hả? Công bố. Dạ công bố. Em bị lưỡi lẻo nè. Tại em ăn xâm lát nè. Nó dẻo rồi em liên tưởng đến cái sôi sầu riêng đó anh. À bây giờ Thanh Nhã xin giới thiệu đến quý vị câu hỏi game cho chương trình show lần này nha. Bánh gì mà khi nhắc tới nó thì dòng lệ nó lân lân tuôn trào? Bánh gì? Bánh gì mà khi người ta nhắc đến cái tên của nó thì là dòng lệ nó lân lân tuôn trào? Rồi biết rồi. Biết rồi đó. Dễ lắm. Phải không? Đúng rồi. Bánh nó dễ lắm. Bánh lệ. Nhắn tin. Bánh lệ. Có hộp lệ. Mấy anh làm em chớ thôi. Thôi vì mình trả lời cái câu hỏi vừa kỳ rồi, có một khán giả đã trả lời đúng chính xác. Đúng rồi, hình như là bữa đó hai em không nhớ tên, anh Vũ chắc là cái phone giùm em coi tên quý vị Thắng và tên gì ha. Cái câu trả lời cho cái show mà mình nấu bánh canh vừa rồi là bánh gì tròn trịa mà người ta cứ kêu rắc hoài. Có nghĩa là mặt ngoài của nó nhìn tròn lắm mà người ta cứ gọi nó là bánh rắc. Bánh rắc đó hả? Chính bánh là rắc. Bánh rắc. Chưa bao giờ em nghe bánh đó. Cái gì mà kêu ngoài tròn trịa mà bên trong nó rắc hả? Đó chính là bánh Jennifer. Tên
Jennifer Phạm. Jennifer ha, Jennifer Phạm đúng không? Xin chúc mừng chị Jennifer Phạm. Ủa sao là bánh tét? Bánh tét, tét tức là lúc nào nó cũng tét ra, nó bị rách. Rất tiếng Việt Nam của mình đúng không? Đúng mẹo mà, đúng rồi. Đúng mẹo mà, cho nên quý vị nào mà suy nghĩ text vào số phone trên màn hình càng nhanh thì cái xác suất quý vị nhận quà càng cao. Càng và cao. Xin chúc mừng chị Jennifer Phạm. Phạm, phần quà kỳ này rất là sang trọng bởi vì dành riêng cho quý vị phụ nữ đó chính là một set single, xin lỗi, một hộp single Vintage Ginseng trị giá $100 nha quý vị. 20% dưỡng chất cao hát xăm nè. Đây là gương mặt đại diện. Cảm ơn anh. Ủa, rồi có thao lên chị. Ôi dạ hả? Thôi ơi, nãy giờ người ta đòi về là biết người ta buồn cỡ nào rồi. Xin quý vị thông cảm cho chương trình chúng tôi luôn có những cái giây phút dịch mặt nhau. Nhưng mà em rất là hạnh phúc. Anh em lên show cười nói vui vẻ luôn luôn. Nhiều không khi mà cười. Vô hình công nhận đó, nó phở. Photoshop á, đẹp ghê. Công nghệ Photoshop. Công nghệ Photoshop luôn. Sao mình đúng, sao mình tự tin trẻ khỏe, mình không ngại ai nói bất cứ một điều gì. Dù ai nói ngại nói tại nghiêng sao hả? Đúng rồi, lòng em vẫn giữ như đẹp như kiều. Như kiều ba chân. Đẹp như kiều ba chân không hiểu. Em nói nghe nè, mấy anh biết tại sao mà nó trắng sáng tự nhiên không? Đố mấy anh đó. Không nói sao biết. Nó có gì trong đó? Nó có kem trộn. Kem trộn. Nó có kem trộn. Kem trộn. Trời ơi, cái này uống bên trong mà không lẽ lấy kem trộn múc rồi ăn cho nó giống như ăn xuyên cho rồi. Em biết thế, dạo này trên Facebook hay bán kem trộn. Tại vì em nói uống mà làm sao cho nó trắng. Kính thưa quý vị, đây uống sao cho nó trắng. Đây là giây phút mà Thanh Nhã nghiêm túc nhất để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm. Nói chứ vậy nè, vừa có 20% cao hát xăm lần. Dạ. Rồi collagen nè. Hyaluronic nè, vitamin C nè, tinh chất dầu hạt nho, glutathione đánh mạnh vào làn da trắng sáng. Cho nên thật sự ha, hồi đó là em ra đường, em không có phải sức kem chống nắng tại vì mình cũng mới y. Hoặc mình có sức kem chống nắng rồi là mình cứ thoải mái, nhưng mà không nên đâu quý vị. Khi mình còn trẻ tuổi, làn da mình có thể nó chịu được. Từ từ mỗi một ngày, nhiều khi mình bị khiếm khuyết, mình bị tổn thương, mình bị nám rồi không có lấy lại được. Cho nên cái bao tử của mình cần những món ăn xôi, chè, bún vân vân mỗi một ngày. Nhưng làn da của mình cũng phải nên có những cái dưỡng chất ha, dành riêng cho nó. Đó chính là Venus Ginseng, sự lựa chọn để giúp da chúng ta trẻ khỏe nè, rồi trắng sáng, mà không chỉ trên gương mặt đâu, nguyên cái toàn thân của mình luôn. Quý vị biết không, thực ra đó, anh Vũ có mở ra cái bên dưới cái làn da của mình, bên dưới cái làn da của mình nó là những cái tế bào. Mà những cái tế bào thì cái thức ăn của những cái tế bào bên trong cơ thể của mình cũng như bên dưới cái làn da của mình, nó là những cái này đây quý vị, là những cái dưỡng chất bên trong những cái supplement hoặc là những cái sâm được chiết xuất như thế này đây. Qua có hũ đẹp quá nhỉ. Đúng rồi, anh có thể mở ra anh đẹp nhiều cái hình ảnh đó anh Vũ. Ôi ôi vậy à. Hình ảnh đó nhỉ. Lẽ lẽ đi anh gần chưa bao giờ thấy hình đẹp như vậy. Trời ơi, em đổi hơn anh. Em chưa thấy ai đẹp như anh mà tốt như anh. Từ từ để anh bán hàng phụ em nhé. Vậy là 10 phút rồi đó. Ok, thì quý vị cũng biết đây là một trong những cái anh nghĩ là nam giới uống cũng được chứ sao. Dạ được, khách của em mấy anh ủng hộ nhiều lắm. Tại vì nó là cái dưỡng chất cho làn da của mình. Đôi khi nếu mà mình không dùng những cái sản phẩm như này, cái da của mình nó sẽ rất là dễ bị oxy hóa theo thời gian. Và nó sẽ làm cho mình già nhanh đi, rất là già nhanh nữa. Đi bởi vì cái tế bào mà nó không được nuôi dưỡng, nó không được cho ăn đúng mức. Nên là quý vị, mọi chi tiết thì quý vị cứ gọi để được tư vấn, số phone vẫn trên màn hình của chúng ta. Và hoặc là quý vị ngại thì quý vị cứ text để hỏi thông tin, hoặc là quý vị inbox cho chương trình trên cái trang nhà Facebook của Thanh Vũ hoặc Nhã. Đó là Happy Shop. Shop. Đúng rồi. Rồi. Giờ rồi. Bây giờ thì Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài truyền hình SCTV. Chương trình Garden Cooking sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi, ăn bà phê dữ vậy. Quá nhỏ. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp. Mình tự mình cho mình làm. Xin mời chị Nga
Lê liên lạc với chương trình qua số phone trên màn hình để nhận được quà từ Garden Cooking nha. Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị trở lại với phần tiếp theo của chương trình Garden Cooking. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái món mà mẹ Thanh Nhã rất là thích, đó là món xôi, và đặc biệt là có thêm một cái lớp sầu riêng ở trên. À, trong cái phần trước thì anh Thanh đã để sẵn lá dứa ở phía dưới thơm, nè thơm. Mình nghe mùi thơm nè, nha. Nè, bây giờ Thanh mở ra nha. Wow, cái mùi lá dứa nó thơm, đậu xanh nó quyện với vô nha. Nhưng mà cái món xôi này nè, có người thì người ta bỏ tưới cái nước cốt dừa lên, hoặc là người ta bỏ đường. Mà tại vì mình là một lát nữa mình có sầu riêng lên nó ngọt rồi nè. Rồi mình chan nước cốt dừa lên nó cũng ngọt mặn rồi. Mà nếu mình cộng thêm rất cái sầu riêng, cái nước cốt dừa nữa thì nó béo lắm. Và cũng dễ làm, mình thấy không có khó. Nè, bây giờ cũng đã được 15 phút rồi đúng không? Nhưng mà mình muốn cho cái xôi nó sơi, nó không có bị khô đó. Thì mình sẽ tưới chút xíu nước nữa nha. Đúng rồi. Đó, để cho mình rải đều nó ra. Đó, để cho cái xôi nó tự sơi với nhau, nó không có dính nữa, nó không bị khô. Đó, tại vì mình cũng đã ngâm nước rồi. Nha, hiểu không? Mà hầu như cái món này các bà mẹ, em bé thích đều thích đó. Luôn. Anh Thanh biết không? Ngay ở Thủ Đức hồi đó Thanh Nhã ở đó. Hồi xưa lúc mà trước khi đi học cấp 1 thôi là mẹ chở qua một cái nhà, em nhớ là đối diện cái điện lực hay sao á, hai bác rất là lớn tuổi nha. Mà nấu cái xôi chùa em nhớ hoài tới bây giờ nó ngon ơi là ngon. Không? Chỉ là bán trước nhà hai cái gánh thôi, không biết bây giờ còn không, mà sao chắc này còn em á, tìm chắc không còn thấy. Á, hai bác có truyền nghề cho mình. Ngon quá. Truyền nghề cho anh Thanh là anh ta trời ơi sợ quá. Có nước dừa rồi bỏ vô cái bánh gọi là bánh gì anh, bánh phồng. Bánh phồng này ha, rồi thêm một cái dừa sợi rồi bỏ nước dừa béo béo. Bỏ sầu riêng lên ăn vào ngon cực kỳ, nhất là những buổi ăn sáng nha. Ngon không? Dạ đúng rồi, ăn xôi xong rồi mình uống trà sâm. Đúng rồi. Anh Thanh uống trà sâm nè, trà đúng rễ rồi. Sâm nghe gọi là trà chứ thật ra nó là rễ sâm đó quý vị. Cho nên là anh Vũ thấy rõ ràng bữa anh đang mệt anh uống vào ngủ ngon ha. Dạ đúng rồi, cái rồi trà em, rất là quốc. Dạ em Thanh Nhã cũng rất là sợ uống trà. Thứ nhất là mình sợ cái chất vàng của nó làm đen răng của mình. Cái thứ hai nữa là mình sợ nó khó ngủ. Nhưng mà khi mà Thanh Nhã uống trà rễ sâm thì mình thấy hoàn toàn là đi vào giấc ngủ rất là dễ. Mà luôn. từ nó khỏe. Em thấy là mấy bác gọi vào chương trình mua trà rễ sâm rất là nhiều nè. Rồi nhất là mấy bác xuyên bang ha. Tôi sáng sớm tôi pha một ly trà rễ sâm nóng nóng, tôi ngồi đi nhâm nhi chút xíu bánh, ngó cái không khí tuyết rơi ngoài trời nhưng mà trong lòng lại ấm. Đó là mấy bác chia sẻ đó nha, dễ thương vô cùng. Cho nên quý vị nào mà chúng ta muốn nhận được những phần quà từ nhà tài trợ thì quý vị nhớ, Thanh Nhã xin nhắc lại cái phần game ngày hôm nay. Bánh gì khi mà nói đến tên của nó thì là dòng lệ rơi rơi tuôn trào. Quá dễ luôn. Rất câu này dễ quá luôn. Dễ luôn. Kính mời quý vị tham gia game bằng cách là gọi thẳng vào số phone trên màn hình hoặc là quý vị nhắn tin đi. Quý vị nào trả lời nhanh nhất với cái câu trả lời chính xác nhất thì chúng ta sẽ được quà từ nhà tài trợ. Ngày hôm nay phần quà rất đặc biệt nha quý vị. Một hộp single Vinish Ginseng, trong đây có 60 viên nha. Thanh Nhã đặt tên của nó là viên uống trắng sáng da tự nhiên toàn thân, bởi vì Thanh Nhã đã thấy cái kết quả của nó rồi. 20% cao hắc xâm nè, collagen nè, hyaluronic là săn chắc nè, ẩm mịn làn da, đúng rồi. Vitamin C để trắng sáng tự nhiên cho nó khỏe làn da trẻ ha. Rồi cộng thêm glutathione nè, tương chất dầu hạt nho thì để giữ cái sự lão hóa mình nó từ từ nó chậm lại. Cho nên phần quà rất là đặc biệt, trị giá là $100 nha quý vị, dành riêng cho quý vị nào tham gia game sớm nhất với câu hỏi mà Thanh Nhã vừa chia sẻ. Đúng bên rồi. Cạnh đó là các nhà tài trợ cho chương trình Garden Cooking, ngoài tài trợ cho cái chương trình game show này, quý vị cũng có thể có những cái benefit. Ví dụ như là mình có những cái spot quảng cáo 30 second, 45 second, hoặc là những cái talk show 5 phút, 10 phút, 15 phút, tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị. Mỗi một ngày được chiếu trên đài SCTV. Cho nên quý vị có thể là liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 714-797-7823. Bây giờ thì anh Thanh có thể cho em biết là bao nhiêu lâu nữa mình bây giờ mình còn không? 5 phút nữa nha. 5 phút 5 nữa phút thì bây giờ mình qua làm cái nước cốt dừa. Đây là khoảng chừng 15 gram bột năng. 15 gram thôi. Bột năng nha. Ai muốn ăn sệt, đồ sệt thì đổ nhiều vô. Và đây là một nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng cà phê rồi, muối thôi. Nửa muỗng cà phê muối ha. Rồi.
sau đó là giống như cái những cái clip kỳ rồi mình chia sẻ đó, bây giờ mình dùng cái muỗng cà phê thì đường sẽ là 4 muỗng cà phê đường, mà nếu ai ăn ngọt nữa thì khoảng 5 muỗng nha. Một. Trong khi chờ đợi anh Thanh làm cái món nước cốc dừa, Thanh Nhã kính mời quý vị tên là Jennifer ha. Xin mời chị liên lạc ngay với số phone trên màn hình Jennifer Phạm để nhận được món quà từ cái phần show game. Quà gì vậy ta? Quà gì vậy? Quà kỳ trước là em nói hình như là trà xăm với lại Nhã ơi, kẹo xăm. Anh có một câu hỏi dùm cho quý vị khán giả đã inbox ra. Nếu như mà quý vị xài những sản phẩm xăm của bên Happy Shop của tụi em cũng như International Home Shopping mà quý vị thấy tốt, mà quý vị lại muốn làm đại lý phân phối cho mình thì sao liên lạc với anh em mình, thì nhả cho quý vị biết cái đó đi. Dạ nhiều đúng rồi. Nhiều khi ở tiểu bang xa đó quý vị muốn làm đại lý cho mình đó. Dạ đúng rồi, mình sẽ có những cái chương trình đặc biệt để mà đôi bên cùng có lợi. Quý vị cũng sẽ được hỗ trợ thêm bằng những cái promotion là những quà tặng. Cho nên là quý vị có thể liên lạc trực tiếp số phone của Thanh Nhã để Thanh Nhã có thể giúp quý vị cụ thể rõ ràng hơn. 7147977823. Rất vui được đồng hành cùng quý vị đúng qua rồi. Những dòng sản phẩm xăm Hàn Quốc. Bởi vì quý vị biết rằng hồi xưa mình đã biết là xăm Hàn Quốc vừa giúp cho vua chúa hoàng hậu ha, uống rồi hầm vào cái xăm canh sức mỗi đúng một ngày, lúc đúng nào không? Cũng có những cái những cái phụ xăm để mà làm cái gia vị trong cái thức ăn của hoàng gia hết. Nên là đó là những phải nói là cực phẩm của trong những cái nguyên vật liệu mà chế biến thức ăn. Và quý vị nhớ là để có được những cái promotion tốt thì quý vị nên liên lạc trực tiếp qua số phone hiện trên màn hình chúng ta, cũng như là cái trang nhà Facebook Happy Shop, hoặc là quý vị gọi quý vị cho biết là quý vị có xem cái thông tin đó từ trên cái Golden Cooking của tụi em, để mà chúng ta kết nối với nhau để có được những cái promotion mà của nhà sản xuất nha. Dạ đúng rồi, nhà tài trợ là International Home Shopping với rất là nhiều sản phẩm kính thưa quý vị. Xăm Hàn Quốc nè, nghệ u con nè, sụn cá mập nè, rồi những sản phẩm skin care rất là nhiều. Cho nên tùy theo cái sự lựa chọn của quý vị có bào có thể ngư cá gì không? Có kẹo ngậm nè. Kẹo xăm nè. Đúng rồi mà. Người lớn em bé đi đều thích hết. Dạ đúng rồi. Cái đó rất là thơm luôn á. Mà thơm đúng rồi, em quên đem kẹo xăm cho hai anh. Đúng rồi, tại vì mỗi lần mà đi trên xe cái gì đó Hoàng Thanh ăn kẹo xăm đó rồi mình để cái vỏ lại trên xe. Nghe mà mùi khi thơm mình bước lắm. Bước vô xe cái mùi thơm của mùi xăm là mình khỏe. Mát rượi tâm hồn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho cái nước cốt dừa thôi. Bây giờ này mình trở lại cái nồi xôi nè. Wow. Xôi đã xong rồi cả nhà ơi, đã đúng vừa chín mềm xong rồi. Dạ, để bên đây đây. Rồi, đã mềm xong rồi đúng không? Thơm dẻo. Rất là thơm luôn tại vì mình đã ngâm qua hết 4 tiếng đồng hồ rồi nhà, 4-5 tiếng rồi. Đó. Bây mình giờ tưởng là những món này khó nhưng thực ra không có khó như Vũ nói với thương với quý vị đó là mình chỉ cần nắm cái công thức và mình cứ vậy mình đi vô chợ mình mua đúng cái nguyên vật liệu. Đúng rồi. Mình chế biến mà thôi, mở video của Golden Cooking lên là quý vị sẽ biết ngay cái cách làm như thế nào. Đó, đây là Hoàng Thanh là cũng đã hai lâu nước cốt dừa nha. Rồi mình có bột năng này, đường và muối trộn lên. Mà khi mà nó vừa chín tới chúng ta bỏ hành vào. Rồi xong mà cái nước cốt dừa thôi. Rồi sau đó mình trình bày ra mình ăn. Cái quan trọng nhất là biết mà Thanh Nhã biết Thanh Nhã là thích ăn. Anh Thanh biết bây giờ mà em làm những cái show cooking như vậy là buổi chiều tối phải có chế độ diet ngay lập tức. Ủa chứ tối về Nhã không ăn hả? Ăn rau thôi anh, thiệt ăn rau thôi em hả? Em làm nguyên một hũ rau nhiều khi với tàu hủ ha, cuốn rau lại không ăn bánh tráng luôn, tại bánh tráng bầu luộc nhiều về lắm. Rồi một lát nữa Hoàng Thanh sẽ ra vườn hái một trái bầu nữa và cái rau mà trồng ở phía sau, rau cải bẹ xanh, quý vị về nấu canh rất là ngon luôn. Cảm ơn anh Thanh, đúng rồi, thay vì mình ăn salad thì là mình nấu một nồi canh súp, thường tối là em ăn vậy thôi, không có muốn ăn đúng nhiều. Rồi. Nó nặng bụng lắm, với lại mình không có muốn lên cao nhiều lắm. Ngay lúc nếu này. Mà rau cỏ thì sao vườn nhà nhiều lắm. Rau thôi chứ em không ăn cỏ. Rau thôi chứ em không ăn cỏ. Cái món xôi sầu riêng. Mấy anh em nói chuyện là cứ tranh thủ mà chặt chém nhau thôi quý vị. Không, nhưng mà trong lúc thời gian này bọn Nhã cũng phải ăn không cái xôi sầu riêng chứ. Chứ gõ nhà nhiều quá giờ biết làm gì. Em chỉ nhận rau thôi chứ cỏ thì xin lỗi em không nhưng biết. Nhưng mà cỏ có một cái loại cỏ rất là đắt tiền. Cái cỏ để mình uống thì mình uống đó, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà uống thì được, chắc mà xay ra là cứng họng luôn. Cái mùi. Nhưng mà thật ngon sự mà. Là mấy anh em vui quá ha. Mình lên show mình nói chuyện rồi mình được cái feedback từ quý vị khán thính giả là chưa kể là mình tuy là chặt chém nhau mà ai cũng cười hạnh phúc vui vẻ yêu đời hết trơn chứ không hề giận hờn một chút xíu nào.
một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ cho quý vị mình bổ. Tất cả đều là mang tính giải trí hết. Dạ. Nên là để cho mọi người có những cái giây phút thật là thư giãn, để mà cười, để mà cho qua cái cơn đại dịch thôi. Này, cái này là, cái này không phải chặt chém mà đại hội dịch mặt. Đại hội dịch mặt. Đại hội dịch mặt. À, đúng rồi, mùa dịch này thì ai cũng stress hết, cho nên là mấy anh em nghĩ ra những cái show này. Và cái game show của tuần này này em nhớ. Dạ rồi, em trình bày với quý vị bánh gì mà khi mà nhắc đến là ta thấy khóc xước mướt, nước mắt tuôn trào. Quá dễ luôn. Quá dễ luôn cả nhà. Bây giờ thì Thanh Nhã kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của chương trình. Ba anh em sẽ trở lại ngay sau vài phút dành cho phần thông tin thương mại. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi ăn ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm. Ba, hai, một, action. À, ác quá, Thanh Nhã đang vô cái Instagram làm boomerang. Yeah. Bây giờ thì xin mời quý vị đã ăn đến rồi, trở lại đến với rồi. Chương trình đặc biệt nhất trong cái phần Garden Cooking, kính thưa quý vị, đó chính là thưởng thức xôi sầu riêng đây. Xong rồi, ngon quá, ngon quá. Thanh Nhã mở cái nắp nồi ra, kính thưa quý vị, đã ngửi được cái mùi rất là thơm từ lá dứa nè, cái nếp với lại đậu xanh, rồi cái nước dừa này béo béo mình thử nó đều hết nè, đều có ha. Hành ở trong đó, rồi cộng thêm với lại là đậu phộng ha, thêm tí xíu muối, tí xíu đường. Cái vấn đề mà ngon nhất, cái camera đặc biệt này nhất, sao đến kiếm coi có bán cái camera nào mà nó hiểu được cái mùi thơm, được cái mùi thơm mình không? Nói là quý vị đã cái mùi lá dứa trong này nè, thấy không, thơm như vậy là bữa sau nhả đừng xịt dầu thơm gì đã lạ nhé. Hỏi luôn ha, mùi sầu riêng. Trời ơi, cái mùi sầu riêng nó thơm ngon vô cùng luôn. Mình phải để ngay cái camera vậy mới thấy, kính thưa quý vị, hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà có một số quý vị, đặc biệt là những người nước ngoài, phải không? Có những người họ không có thưởng thức sầu riêng được, thì quý vị cũng có thể ăn xôi không thôi. Xôi đậu xanh với nước dừa cũng ngon vậy. Còn bánh tráng này cả nhà, bánh tráng ngon không? Bây giờ mình làm thử một cái mình ăn coi giống ở dưới quê không nha. Mình ăn xôi sầu. Bây giờ em có ý kiến này nè. Gì? Cái mùa này người ta bán ở ngoài nhiều đó. Cứ sáng sáng cái anh Thanh đem cái nồi này ngồi ở ngoài Phước Lộc Thọ phía trước đó. Đúng rồi, anh ngồi bán ai xôi sầu riêng không? Ai xôi sầu riêng không? Em đi rau cho, chỉ cần bán thôi. Tại thấy không? Rau rồi mất công rồi, mưa gió bão bùng nó trôi dưới xôi. Ôi rồi nóng nha, phải gánh, phải tạo lại cảm giác xưa. Có cái gánh không? Chắc anh phải đi tìm cái gánh quá. Đúng rồi. À, đó nè, đó thơm không? Rồi giờ cho biết sầu riêng. Sầu riêng hả? Nhiều nghe. Ôi em thích sầu riêng lắm. Vậy hả? Thơm. Trời quá, ơi, có Thanh Nhã là lỗ rồi. Bán cái này là lỗ chắc luôn á. Em trả tiền thêm, mình chip. Ok. Chip đó, thấy chưa? Bằng xâm lát nè. Đó, 5 đồng. Dít thêm chén sầu riêng nóng lên đó. Nóng cả nhà thấy chưa? Em không có cash, em chỉ có xâm thôi, xâm lát thôi được không? Vậy hả? Hai lát xâm. Hai lát vô. Nãy ăn lát rồi nhớ luôn, giờ thêm. Trời ơi, giờ chỉ có lát rồi phải không? Đó, bỏ mới biết dừa lên nè, cả nhà thấy không? Ngon quá. Giống không? Hấp dẫn quá, giống chứ. Rồi bỏ một muỗng muối muối đường đậu phộng nè. Ngon quá. Quý vị thấy là mình không cần mất phải quá nhiều thời gian ha, nhưng mà mình vẫn có thể thưởng thức cái nồi xôi sầu riêng do chính tay mình nấu, rồi thêm cái nước dừa nè, phải không anh? Đúng rồi, mình bỏ chút xíu nước dừa lên đó nha. Trời ơi, cái này anh thèm giống như là xôi nếp thang quá nhỉ ơi. Đúng rồi, nếp thang cũng ngon lắm luôn anh ơi. Đúng rồi, cái đó. Cái nếp thang dễ nấu không anh? Chứ em thấy xôi này cũng được, dễ, tại vì anh nhìn cái nước dừa có hành lá vô đó. Cái mình ăn á, cái mình bóp lại vậy nè. cái nước dừa nó chảy ra giống như là một cái taco đúng không? Giống cái taco đúng không? Rồi. Anh Vũ ơi, bơm cái này được không? Ngon quá, hấp
giận quá, đúng rồi, mình để đây đi. Đó, để qua một bên nha. Đó, gọn lại nha. Đó là một cái, anh làm thêm một cái nữa nha. Cảm ơn anh Thanh, hấp dẫn quá quý vị ơi. Làm mình nhớ lại hồi xưa quá ha. Hồi xưa thứ nhất là sáng nào cái bà bán xôi vò mà đơn giản thôi nha, chỉ là gói vô lá chuối thôi thành một cái gói xôi. Ba của Thanh Nhã phải làm việc ở trước nhà cho nên là ba không có đi mua đồ ăn được. Mà hồi xưa mình còn nhỏ, mình lo học, mình cũng đâu có biết lái xe đi ra ngoài đường mua đồ. Người đâu. Ta đi vô trong nhà người ta bán, đi vô cái hẻm ngày ta bán. Ngày nào á em cũng mang xôi vò hết, ăn hoài luôn. Nhưng mà không hấp dẫn bằng như vậy, nó cũng ngon lắm. Nó có cái hương vị quê nhà. Đúng. Nhưng khi mà em nghĩ thêm một chút xíu dừa sợi nè, rồi sầu riêng nè, hoặc là cái nước cốt dừa cộng thêm với lại đậu phộng, chút xíu muối à, có muối mè cũng đúng ngon rồi nha. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Nhưng mà Thanh Nhã cũng không quên cảm ơn nhà tài trợ ngày hôm nay dành cho chương trình Garden Cooking. Đó chính là International Home Shopping. Giới thiệu đến quý vị những dòng sản phẩm sâm Hàn Quốc tốt cho sức khỏe nè, trẻ đẹp làn da rồi tăng sức đề kháng. Ngay lúc này quý vị nhớ là mình chịu khó mình nấu ăn ở nhà, mình tập thể dục ha, mình ăn uống đầy đủ dưỡng chất, uống nước nhiều. Và trong nước có những cái gói sâm, ví dụ như là sâm Power Time ha. Đúng. Rất là khỏe. Khỏe rồi cảm thấy trẻ làn da nha quý vị. Rất là ngon. Chưa kể là chúng ta cũng có thể là những nhà sponsor cho chương trình Garden Cooking. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp Thanh Nhã qua số phone là 714-797-7823 để quý vị có thể là có những cái chương trình tài trợ cho Garden Cooking. Đương nhiên là quý vị sẽ có những cái benefit rất là nhiều trong những cái phần show quảng cáo, những cái spot quảng cáo mỗi một ngày trên đài truyền hình SCTV. Rất vui được hơn hạnh phục vụ cho quý vị. Đặc biệt là quý vị cũng có thể comment trên cái trang YouTube của đài TV khi mà chúng ta watch cái livestream của đài TV Set TV ha. Hoặc là quý vị có thể đi thẳng vào Facebook của ba anh em Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Tô Hưng Vũ qua cái Facebook là Happy Shop. Quý vị có thể được tư vấn nè, nhận những phần quà từ chương trình nào. Quý vị nhớ câu hỏi game hôm nay nha. Bánh gì mà khi người ta nói đến cái tên của nó thì nước mắt cứ dâng trào, lai láng, tuôn tràn, phải không? Bánh lệ. Phần quà ngày hôm nay rất là bánh lệ. Phần trào rất là bánh lệ. Anh Thanh làm em quên luôn. Một cái hộp Venus Trinh Sang Single trị giá 100 đồng. Viên wow. Uống trắng sáng da tự nhiên nha quý vị. Trắng toàn thân luôn, Thanh Nhã đã cảm nhận được cái mức độ làn da trắng từ trong ra ngoài. Đúng rồi. Ủa bên trong có trắng thấy được hả? Được chứ. Cho nên những phần quà rất là đặc biệt. Trời ơi hấp dẫn vô cùng quý vị ơi. Anh làm cái boomerang rồi hả anh Vũ? Chị boomerang đi. Đó. Anh biết cái boomerang bên Instagram đúng không? Đúng rồi. Ngon quá, tại vì em đang timing nè, 5 phút nha. Phải không? Đúng rồi. Rồi. Mình chế một phần nước cốt dừa lên nha. 1, 2 và thứ. Giận quá. Trời ơi. Gom lại. Wow. Khi mà các bạn á gom lại cả hai bên cái nước cốt dừa đó, nó sẽ chảy xuống chúng ta ăn một miếng. Thôi bây giờ còn gì nữa chúng ta được cùng ăn đi nào. Rồi, mời anh Vũ, boomerang đủ hết phải không? Rồi. Bây giờ mình review Thanh Nhã kính và hai anh kính mời quý vị cùng thưởng thức cái món xôi sầu riêng xôi này nha. Xôi sầu riêng nha. Cái này là mình làm không phải kiểu Thái Lan mà kiểu như là miền Tây. Hả? Miền Tây. Thật ra lúc đầu em nghe xôi sầu riêng em tưởng là anh nấu sầu riêng chung luôn. Để vậy cái xôi nó có cái mùi sầu riêng, tại Thanh Nhã chưa thưởng thức qua món này bao giờ. Đi để cho rồi, tiền. 2, 1, 3, bây giờ phải cho anh Vũ quay cho cái camera. Wow. Thơm ngon quá quý vị. Cái này làm món ăn sáng cũng được hoặc là chiều. Đúng rồi, đúng rồi. Mình ăn ngồi sau vườn ha. Rồi. Ủa, ăn rồi lấy ra sao anh quay được? Rồi, Thanh Nhã cái ăn đi rồi anh quay cho nha. Mời cả nhà cùng ăn nha. Wow. Mời cả nhà. Coi chừng nó chảy nước dừa nha. Trời ơi, trời ơi. Ủa, Thanh Nhã cắn mà tôi chảy nước miếng ực ực vậy đó trời. Trời ơi, chảy nước miếng ngực ngực luôn Nhã ơi, em ác quá à, anh cầm gì nè cho em ăn đó. Sao cho biết cảm tưởng đi, áo MC. Áo MC. Không còn gì để chơi được. Phải không? Ngon quá anh Thanh ơi. Ngon hả? Thôi giờ mình thử đi, nghe Thanh Nhã đó, trời chảy nước miếng rồi nè. Rồi tới thay Hoàng Thanh nha. Em taste được cái độ hơi mặn mặn của nước dừa nè. Đúng rồi. Dẻo dẻo của xôi, thơm của sầu riêng. Mời cả nhà, mời cả nhà. Sao anh Thanh? Trời ơi, hàng kia Thanh Nhã nói em ít có mập lắm anh ơi. Béo. Cái mùi đậu xanh nè, rồi cái mùi đậu phộng, rồi nước cốt dừa,
và sầu riêng nữa. Cắn một miếng ngay cái dừa xà, dừa dừa sợi đó. Wow. Cái hạt xôi nó chín đều ngon lắm. Nó không dẻo. Nó không bấy luôn, không thử luôn. Dẻo dẻo rất là ngon. Ôi cái này nhớ Việt Nam quá hả. Giống như là hồi nãy anh nói đó, anh nhìn cái cúc dừa có hành đó, anh thấy nếp dừa xôi là nếp than nè, có đậu xanh lên đó ha. Đậu than có nước xanh. Ngon quá. Có một cái lớp sầu riêng thơm ngon lắm quý vị. Quý vị nào mà chưa nấu món này thì chúng ta thử đi. Nhưng mà quý vị nào mà nấu rồi á, quý vị có những cái chiêu thức khác mà nó ngon hơn nữa thì quý vị có thể là text hoặc là gọi số phone trên màn hình. Anh em Hoàng Thanh, Tố Hướng Vũ và tôi Thanh Nhã cũng rất là hấp đi để mà lắng nghe ý kiến đóng góp của quý vị. Ngon vô cùng. Cái này là không phải là nịnh đâu nha cả nhà. Nó ngon, nó thấm tại cái nước dừa đó, nó thấm vô cái miếng xôi rồi thêm cái sầu riêng đó, sầu riêng chúng ta tán diễn ra cái sầu riêng nó thơm. Rồi xin mời anh Vũ nè. Khoan để mình rửa cái tay. Wow ơi, cái này á anh định ngốt một cái mà sợ không hết. Tại cái bánh nó cũng vừa. Ngon quá. Dẻo mà vừa ăn. Nhưng mà đặc biệt là không có mất quá nhiều thời gian. Đúng rồi. Những món ăn tại bữa nay mình để nước dừa hơi nhiều. Nhưng em nghĩ là nhiều dừa béo ngon mà anh Thanh. Béo. Tùy theo quý vị ha. Quý vị nào muốn ăn. Ngon quá, quá. Ngon. Mình không có cái gì. Đúng không? Mình ăn gì đó ngon nè. Hoặc là cả nhà để nước dừa vô trong cũng được, rồi bỏ sầu riêng lên trên cũng được ha. Không, em nghĩ bỏ nước dừa ở trên thì nó hấp dẫn hơn. Thấy không? Anh thích những cái món ăn như vậy mà nước dừa mà có cái hành ở trong đó. Tôi biết là có nhiều quý vị không có thích ăn cái hành bỏ trong nước dừa. Nhưng mà không biết sao anh lại thích cái mùi hành bỏ trong nước dừa. Có lẽ là vì cái đó là cái ký ức cái tuổi thơ của anh khi mà hồi nhỏ ở dưới quê á. Nên là ở dưới quê bất cứ những món ăn này người ở dưới miền Tây mình lúc nào cũng bỏ hành lá. Dạ đúng rồi, nhưng mà rất là ngon. Thanh Nhã hy vọng rằng quý vị enjoy cái show này với cái phần nấu ăn là xôi sầu riêng. Bây giờ thì chương trình không còn thời lượng nữa. Kính mời quý vị tham gia game show ha. Chúng ta theo dõi lại cái phần game show của chương trình. Và chúng ta gọi hoặc nhắn vào số phone trên màn hình. Vừa là nhà tài trợ, vừa là order những dòng sản phẩm xăm Hàn Quốc, vừa là chia sẻ đóng góp ý kiến cho show mỗi một ngày càng tốt hơn. Bây giờ thời gian không còn nữa cho nên là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Kính chúc quý vị lúc nào cũng luôn vui, trẻ khỏe đẹp, happy và lúc nào cũng bình an, thưởng thức những món ăn thật là ngon từ chương trình Garden Cooking. Và nhớ đừng quên chơi game với tụi em nha. Đúng rồi. Bye bye. Chương trình Garden Cooking cùng với Thanh Nhã, anh Hoàng Thanh và anh Tô Hương Vũ xin thân hạnh mến chào quý vị. Hôm nay giọng thanh quá. Trời ơi, bởi vì là sáng sớm không khí mát mẻ ha. Trời trong suốt mặt một nắng ấm kẹt luôn. Ôi, vẫn mát, vẫn mát. Anh Hải và bà anh Vũ, cái show mình chiếu buổi sáng phải không? Đúng rồi. Mình nói là quay buổi sáng rồi nhục. Nhưng mà không sao, không sao. Cái này là lại đi. Em mệt. Cái này là chặt với nhau rồi. Cái người chả nước mắt. Làm ra là ngắn rồi. Trời ơi. Lại. Nghe tới một phút. Mấy bà, mấy má này mệt. Tự nhiên chặt được chưa? Nhau một chuyện. Một chưa đang nắng trắng che cái trong đồ. Nói nắng luôn á. Okay. Nắng luôn. Vô, lại. Phấn mẹ. Trôi phấn rồi. Vô nha. Tôi xèo đứng nói nha. Nắng là mặc độ vậy. Sang tay mà. Cái này chắc cũng nặng. Sang tay mà quên cái tập gì. Đó, nó có một cụm quên tập vàng đấy chưa. Nặng lắm rồi. Trời nắng mặc độ. Mấy này làm bị ai là xin vui quá luôn, phải không? Mùa thu này mà. Ủa quên cái anh. Mình muốn đi picnic và mình phải tranh thủ đi quay sớm giờ. Mùa này đổi thời tiết nó. Picnic bây giờ chỗ nào picnic nữa? Cho mấy cái lách thì dưới đứng dưới mấy cái tàn cây á, rồi nhìn cái sông á thì nó đẹp nhưng mà sao nó không cho. Ba hai một action. Câu chuyện sao hậu trường.
Có camera vô cái bắt đầu mình chậm chậm lại, ngộ quá anh Vũ ha. Bình thường không sao hết, có camera vô cái tự nhiên cái hành động mình nó nữ tính hơn chút ha. Nó chậm chậm và nó có một chút xíu điệu nữa. Đây là hậu trường của Golden Cookie. Đúng rồi. Đang chuẩn bị quay show tiếp theo. Đúng rồi, một cái không khí rất là thoáng mát ha. Đó, đang ngồi sau vườn Thượng Uyển. Tiếng ông đi ra đi vừa. Tiếng chim hót và mùi bạn gai hả? Rồi lại một chiếc. Rồi lại ông bướm vật vờ. Trời ơi em giống như là một ông hoa đấy. Có ông chưa có bướm. Có ông bu à. Ồ vậy hả, chưa thấy bướm hả? Chưa thấy bướm vừa vờn. Thanh Nhã, Hoàng Thanh, Thô Hương Vũ rất vui chào đón quý vị khán thính giả đến với chương trình Garden Cooking. Thôi ăn ăn bò phê dữ vậy. Quá đã. Quá đã. Trò chơi này gọi tên là trò chơi tắm cáp, mình tự mình cho mình làm. 8 10 12 14 18 18 20 22 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Đậu xanh. Mời chị Nga Lê liên lạc với chương trình qua số phone trên màn hình để nhận được quà từ Garden Cooking.